Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ năm nha anh em. Em tiếp tục lên sóng phụ tùng một chiếc custom màu ghi nha anh em. Đó, xe là đát này chắc 97 96 nha anh em. Tình trạng là sơn sirin, nói chung là còn cũng khá nha anh em, chứ không thể nào gọi là xuất sắc được. Anh em cần món nào thì cứ alo em nha. Số của em là 0933 207 208 nha. Rồi, trước khi coi video á, anh em nhớ để lại một like và một lượt đăng ký giùm em nha, cho cái kênh của em nó có nhiều cái độ tương tác hơn nha. Rồi em cảm ơn anh em nha. Rồi đầu tiên là cặp bao tay ống ga nha anh em. Đó, bao tay ống ga. Bao tay ống ga thì nói chung là chỉ có trầy nhẹ thôi nha anh em, chứ nó không có bị lủng nha. Đó, còn rất là mềm luôn. Bao mềm nha anh em, bao tay ống ga bao mềm. Cặp bao tay ống ga này em bán là 400 nha, rất là mềm luôn, chưa cao su, chưa bị giãn nè. Có nhiều chiếc á nó bị nóng quá nó giãn nó hụt vô nha anh em, còn cái này còn nguyên luôn, rất là mềm. Đó, 400 nha anh em. Rồi cặp cùm. Cặp cùm là 600 nha. Cùm là hoạt động chuẩn nha. Rồi đồng hồ. Đồng hồ 50, đồng hồ này cũng 600 luôn, đồng hồ là cũng hoạt động chuẩn nha, không lỗi lầm. Tại vì trước khi bán làm có test hết nha anh em. Rồi ốp đầu. Ốp đầu trên dưới này là 600 nha anh em, màu ghi sơn rin, tem rin, không không nứt bể gì hết nha, rất là đẹp luôn. Đó, tem rin nè. 600 nha, anh em lấy phôi sơn lại cũng được nha. Rồi bốn món xài chung một chìa, ổn không lỗi, chìa rin đẹp. Đó, bốn món này là 700 nha anh em. Là xài chung một một chìa nha, bốn món xài chung một chìa nha. Rồi pha đèn. Pha đèn dòng Curon còn rất là đẹp nha. Đó, ở trong nó có gắn cái bóng xanh luôn. Xì rất là sáng luôn. Pha đèn này là 1 triệu nha anh em, mặt dưới là đẹp luôn nha. Tại có nãy có coi rồi, mặt dưới đẹp. Rồi mặt nạ. Mặt nạ này là 600 nha anh em, luôn bát sắt nha, rất là đẹp, màu ghi nha, màu này rất là sang nha anh em. Đó, khi anh em mà chưa custom á, anh em dựng chiếc xe màu ghi trong nhà thì nhìn nó rất là sang, nhưng mà đối với một chiếc xe đẹp nha, còn cái màu đã màu ghi mà nó xe mà nó xuống rồi là nhìn nó thấy ghê lắm, nhìn nhìn nó không thể nào ớn lắm nhìn. Còn đối với những cái dòng mà màu ghi mà xe mà còn đẹp thì nhìn tơi lắm. Rồi ba ga mũi. Ba ga mũi này là 200 nha anh em, Sirin chưa có bị xịt bạc nha, giờ anh em tự xịt, nhưng mà được cái là cái nước xi á trong vòng rất là sáng luôn nè. Đó, quá sáng luôn. Rồi về trước. Về trước là luôn chữ A nha, về trước này cũng rất là đẹp luôn nha. Rồi về trước này là 600 nha anh em, luôn chữ A cho anh em về vô xe. Ví dụ mà xài cho 70 90 thì anh em về có thể tự dán tem vô nha. Về trước quá đẹp luôn, luôn cái chữ A nha, 600. Rồi vỏ gấp trước. Gặp trước là 800 nha, luôn bạc đạn, tán cổ đầy đủ nha. Đó, giờ ấp trước nè. Giờ ấp trước là 800 nha anh em. 4 cọng dây. 4 cọng dây là 400, giò gà gánh là 1 triệu nha, giò gà gánh đầy đủ ốc 1 triệu. Giờ ấp trước nè, sơn zin hết. Đó, giờ ấp trước là 800 nha, về thì 600, về chữ A, giờ ấp trước thì cũng rất là đẹp nha. Rồi còn cái bửng, bửng này là hàng new vô logo nha anh em, bửng này là hoàn hảo, 1,5 triệu, không bể không nứt, nói chung là hoàn hảo, dành cho anh em nào mà thích chơi độ hoàn hảo hay chơi bửng này nha, khỏi suy nghĩ, rất là đẹp. Ồ, xe này đát 97 nha anh em, đây tháng 2 năm 97. Rồi cần số. Cần số này là 300 nha, luôn ốc nha. Xi thì cũng còn rất là sáng. Ở các chân chống nghiêng, các chân chống nghiêng này là 500, cái cục cao su có hơi mòn nha, 500. Rồi chống đứng, chống đứng này là 300 nha anh em. Đế có hơi bị lỗi nhẹ nha, đầy đủ cốt bánh lò xo mặt căng nha. Rồi hộp sên, hộp sên này sơn rin tem rin nha. Hộp sên này được cái là cũng còn khá nha, sên em bán là 700, gấp sau là 600 nha, luôn cốt nè. Gấp sau này anh em chữa cháy cho những cái dòng 86 á, mà màu xám lông chuột đó là để vô là lụm. Rồi cặp cuộc.
Đó, cặp phụt này y như cái tình trạng bữa em nói là phụt, cái màu này là đa số nó bị vậy hết nha anh em. Rất có hiếm khi mà được một cặp phụt mà màu ghi mà nó đẹp lắm. Ở cặp phụt này em bán là 700 nha. Cho anh em về, ví dụ anh em nhà anh em có DD hoặc là những cái dòng xe khác á, mình mua về mình lấy cái ống ngủ mình thay qua là xong, 700 nha, ống si nè, cũng còn ok. Cặp cớp là 800 nha, cớp tem nổi đàng hoàng nha. Hai cái tem rất là đẹp nha, luôn ốc 800. Đó, cớp là 800. Rồi đuôi sau luôn trắng bùn là 500. Trắng bùn ốc còn rất là đẹp luôn. Đó, buộc là 700, gấp sau là 600, hợp sên 700. Rồi ba ga sau. Ba ga sau này là giá xanh viên nha anh em, ba ga này là bán 500 thôi. Xì hơi xuống nha, 500. Rồi. Đạp hắn luôn đũa 500. Rồi giò đạp này bị like của Charlie 84 nha anh em. Giò đạp này bán là 800 nha. Giò đạp này gắn lên xe là bao ngầu luôn. Đó anh em nhìn nè. Cái này anh em gắn lên DD hoặc là cúp 86 90 rồi đó, nhìn tê lắm. Cái này là mở đó. Nó còn rất là bót nha anh em. Mở ra là nó kêu một cái cạch, đóng là kêu cái cạch chứ không phải là sụi lơ nha. Đó. 800 nha anh em. Luôn con ốc tuyệt đẹp nè. Giò đạp này là của Charlie 84 đó, nhưng mà anh em gắn lên xe cúp á, à, nó rất là đẹp luôn, nó ngầu nữa. Với cái hay á là cái cần này nó dài á, mình đạp xe nó nhẹ lắm. Ví dụ xe mình mà đạp nặng á, gắn cái giò đạp này vô là anh em đạp cảm nhận nó rất là nhẹ luôn. 800 nha, quá đẹp. Rồi cặp cớp là 800 nha anh em. Này gấp sau nè, sau là 600 luôn cốt nha. Phục phục là 700 nè. Đó, đuôi sau phục ống là có răng hết nha. Bởi vì em mới nói là cái màu ghi này rất có hiếm khi mà kiếm được một cái chiếc nào mà phục còn đẹp. Đó, đuôi sau là 500, cặp cớp là 800. Cớp là có luôn tem, có luôn ốc. Rồi còn cây bô này là 1,3 triệu nha anh em. Bô này luôn bát nha, 1,3 triệu. Bô này anh em có thể chữa cháy cho 70 ok nha. Mặt tiền là rất là đẹp nhưng ở dưới là có kiểm tra là cũng có nổ si tùm lum nha anh em. Đó, 1,3 triệu nha. Còn cặp bánh xe này là 4,5 triệu, bánh cam niền zin hết, niền 97 đó, cam còn rất là đẹp nè. Vỏ là vỏ đun lớp, vỏ sau là 250 nè, vỏ trước là 225. Nó bị lai vỏ nha anh em, lai gì là dành cho 70 á, chứ đáng lý ra đó là xe 50 là phải vỏ 225 hết. Cặp bánh là 4,5 triệu là luôn nhông xanh dĩa nha. Cây bô này thì anh em 1,3 triệu nha, anh em có xe 70 thì chơi bô này cũng được, giá quá rẻ. Tại bây giờ bô 70 là giá không có thể nào mà rẻ đâu. Bô 70 90 nếu mà cỡ này thì nó tầm phải trên 2,5 triệu. Còn cái này thì chỉ dành cho bô 70 được, dành cho xe 70 thôi nha anh em. Tại vì 70 thì cái hơi nó cũng không có nhiều á so với thằng 90. Em quay cặp bánh cho anh em coi ha. Bánh 97 cầm niền đẹp. Đó, cầm nè, niền sáng bóng nha. Vỏ trước là vỏ đun lớp. Đó, bánh này nếu mà không mấy là một tí trưa là em rã ra liền nha anh em. Anh em mua bánh anh em mà không mấy là em rã liền chứ không có để mà qua ngày đâu. Rồi còn cái yên. Yên này đế mút rin. Đế mút rin da lập lại nha, hít thì còn bên đây còn hít yếu nha. Yên này em bán là 600, có luôn bát. Có luôn bát với ốc nha. Rồi hùng xăng lớn. Thùng xăng lớn này 400, cho anh em về sơn lại nữa. Có luôn cái báo xăng riêng 400 nha anh em. Mã màu của con màu ghi nè, đó có mã màu nè, 114 400 nha. Cái thùng xăng lớn luôn luôn dây luôn báo xăng nha, về cho anh em sơn lại nha. Yên là 600. Yên này mút riêng nên ngồi im lắm nha, anh em gắn 81 86 được hết nha. Rồi còn cục máy là 6,8 triệu. Máy là lốc không giảm tút. Đây, ngay đây có chạy tí xíu. Nhưng mà máy này được cái là rất là im luôn. Máy là lúc nào cũng đẹp nha anh em. Máy là anh em nhìn cái đầu anh em biết. Đó, cho anh em coi đầu nè. Tê tái không? Máy phải nhìn cái đầu cỡ này mới mạnh dạn xuống tiền được chứ, nhìn mà chạy có dấu dấu rồi ron cờ bị ấy thì không có thể nào mạnh dạn mà xuống tiền được. Máy là 6,8 triệu nha, máy bình xăng con boe. Lốc bên đây được một cái là cũng ok, không có dặm, chưa có bị trầy nhiều luôn.
tem tuốt là ngon lành, bình xăng con đẹp, găng ti thì hầm nha, máy là bao bao im nha anh em, bao mạnh luôn. Rồi đem nổ máy nha. Rồi, máy móc là khỏi bàn nha anh em, máy 50 là anh em khỏi sợ rồi. Kèn cò, điện đèn cò đầy đủ. Đó, máy là 6 triệu 8, máy bình xăng con vô e. Còn cặp bánh là 4 triệu rưỡi luôn, nhông sinh dĩa nha, đầy đủ. À, 4 món chìa khóa là 700 nè, cái này chưa xét nè, còn rất là tươi luôn. Rồi bộ ốc xe này là 800, đó, ốc phuộc nè. Ốc phuộc, ốc xi nhan, đồ cũng còn ok. Đó, bộ ốc là 800 nha. Rồi anh em cần cái món nào nữa thì cứ alo cho em nha. Coi xong thì nhớ để lại cho em một like giùm nha. Và một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.